Quay hết lại nhá, để dùng quay hết lại. Xong gửi cho Huynh để Huynh làm sót và Huynh nhá. Rồi bây giờ lên tầng 3. Chụp ảnh nhá. Chụp ảnh chụp ảnh chụp ảnh. Chụp ảnh chụp ảnh. Bác Kim chụp ảnh với Loan ở máy đi. Đấy cái. Phải nói bằng tiếng. Bác nói không hiểu. Kiểu gì thì quay cho có rồi, ok, 1, 2, giữ nguyên nha, giữ nguyên để quay lại. Rồi ok, như này
mà anh hay bỏ tay thế đó. Lai cái tay hoặc là làm gì đúng không? Ok. Rồi ok. Dạ, thì chúng ta tiếp tục đi tham quan các phòng khác của em bác sĩ Ninh Bình. Mọi người chỉ có đi bộ đi lên nhá, nếu mà đi vào thang máy thì nó sẽ bị mất sóng hết. Hình như lúc ngồi ở quán. Đây là phòng đón tiếp nhiều khách hàng nhất và mọi người sẽ ở đây đông nhất luôn. Phòng spa chăm sóc da, massage face. Phòng chăm sóc da. Nơi đây các bạn học viên học sau đó sẽ thực hành cũng như là làm khách ở tại phòng này luôn. Hôm nay bình thường những ngày kia thì sẽ rất là đông khách luôn. Hôm nay là chúng tôi đã ngưng nhận khách và các bạn học viên đã tập trung ở dưới. Thế còn bình thường hôm nay là thứ bảy không khách. Đó, một không gian nhẹ nhàng với những cái màu sắc rất là hài hòa. Thế khách hàng vào cảm giác một cái phòng rất là ấm cúng. Một cái tông màu chủ đạo brand của Eva Sinh đó là tông đen vàng. Tuy nhiên là trong phòng spa chúng tôi không thể để màu đen màu vàng được mà chúng ta để màu vàng và màu trắng. Tông rất là ấm, mùi hương nhẹ nhàng, âm nhạc du dương đúng chuẩn một spa tiêu chuẩn. Giờ cả đoàn thì mình đi từ trong ngoài cái vào đấy. Từ đấy giờ thì không nói, giờ thì ra đi vào rồi, rồi đi vào rồi. Rồi, vui mọi người một chút nào, đang live stream rồi. Đây là anh thợ quay chuyên nghiệp của chúng tôi, chúng tôi rất hay trêu anh ấy. Rồi, bây giờ làm nào nói họ khổ người nước ngoài và ông làm như người Việt Nam ấy. Chuyển cơ chúc chuyển chi, chuyển nhỏ chúc chuyển chi. Hà Vân, Kono Toro. Mời video, video các bác đi vào để tham quan. Kono Toro, bên dâu cục tiên vào. Oppa Hàn Quốc. Oppa. Đẹp trai. Oppa. Oppa. Rồi, đi vào kìa, đi vào để vô quay vô chụp ạ. Đi vào, đi vào, đúng rồi. Cái các bạn đang xem livestream thông cảm một chút, chúng tôi cũng hơi dàn dựng một tí nhá. Nhưng mà chẳng mấy khi các bác về đến Eva Sinh Ninh Bình, chúng tôi cũng muốn có những video và những cái tấm ảnh đẹp để gửi cho các bác, để các bác đi sang Hàn Quốc. Và chúng tôi đang chuẩn bị mở một Eva Sinh tại Hàn Quốc thì chúng tôi sẽ có nhiều những video hình ảnh hơn của các bác đến với Eva Sinh. Em nghĩ là đúng rồi, cái này ra đây lấy phần trong cái đẹp thôi. Đấy, lấy cả em xinh nó một biển thì sẽ đẹp hơn. Nha, quay. Lùi nữa đi, lùi nữa đi, lùi nữa đi. Lùi nữa để xem cái bàn này. Đây, 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 xem cái bàn này. Để lấy cái dãy kia là được. Chị Trang vào đi. Rồi ạ, khai vào đi. Vào luôn đi anh. Bây giờ không phải quay phim mình vào ngay. Ừ, thật. Trường là muốn đứng chụp lắm rồi đấy tưởng à. Nhưng mà đi chân đất không chụp đâu. Rồi, ok, nhà mình ơi, giữ nguyên lại, em thử ánh sáng lại nha. Tim, yeah. Rồi, ok, một, hai.
ok ạ. Rồi vẫy tay cho em cái nào, vẫy tay cho em. Vẫy mạnh lên nào, vẫy mạnh lên nào. Spa. Vẫy nào. Spa room, spa room. Cười em xíu nhá. À, cứ lâu lâu thì nhé, để chụp luôn, giữ nghe. Ok. Yeah. Ok. Rồi chúng ta sẽ cùng theo chân mình đi sang các phòng khác nha mọi người nhá. À, sau khi đoàn tham quan tại Eva Sinh Ninh Bình, chúng tôi sẽ di chuyển đến trường Trung học phổ thông Nho Quan C. Ngày hôm nay Eva Sinh sẽ tổ chức một cái sự kiện, đó là hướng nghiệp khởi nghiệp cho các em học sinh sinh viên tại trường Nho Quan C, và Eva Sinh đã tài trợ một phòng câu lạc bộ ngành chăm sóc sắc đẹp tại trường Nho Quan C luôn. Eva Sinh tài trợ một phòng spa đơn giản tại đấy để các bạn có một cái hình dung về ngành spa, và các bạn sẽ học chăm sóc da cho nhau luôn ở cái cơ sở, ở trong trường luôn. Thì sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì có nhiều bạn sẽ định hướng được là thích cái môn nào trong cái ngành làm đẹp này để các bạn đi học. Đó. Hôm nay chúng tôi sẽ tài trợ rất nhiều các suất học bổng cho các bạn học sinh tại trường Nho Quan C. Ra đây các bạn sẽ theo dõi cái livestream của mình để theo những bước hành trình và xem là cái chương trình tại trường Nho Quan C sẽ như thế nào nhá. Rồi, tiếp theo đi sang phòng khác nào. Chỉ trừ không gian các bạn là ngắn thôi. Trường ạ, chứ không đủ gian dừng nữa. Gian dừng nhiều các bạn. Vaccine mà tăng trắng. Tăng trắng mà bass. Bass quay à? Quay bass. Ở tiếng Anh. Tăng trắng, tăng trắng. That's body white. Body white. Chụp ngang 0.5. Công nghệ hoặc là miễn phí, đúng không nhỉ? Bây giờ đây là sau này có công nghệ thì mới các bạn sẽ quay về học nghề mà hoàn toàn là miễn phí luôn.
gì mới các chủ đề, chúng tôi sẽ thông báo lên trên blog. Sau đó là các bạn cập nhật, các bạn hãy follow theo dõi cái nhóm học viên Eva Sinh, nhóm kín nhá, chỉ có học viên mới được vào nhóm đấy thôi, học viên học viên Eva Sinh. Mình chỉ có chương trình chia sẻ sau này, bây giờ thì biết rồi, nhưng 1, 2, 3, 4, 5 năm nữa thì mình sẽ không có để mình biết được theo mình nhá, nhưng luôn luôn theo dõi cái nhóm đấy. Vâng, đã hết mọi người vào xong rồi để hướng dẫn đăng ký kênh các thứ, follow các bài học online. Đây là phòng đào tạo lý thuyết. Yogi, cô giúp xin là gì ạ? Yogi, cô giúp xin gì ạ? Đây. Thôi thôi, em đừng dưới đây. Trông như là không sao, không sao. Không, cứ giữ nguyên cho em nhá. Ok. Rồi, tất cả nhìn đây ạ. Rồi, bỏ tay xuống em ơi. Rồi, anh em nhìn đây. 1, 2... Ok, đi thôi. Thôi, đi chuyển luôn nhé. Rồi, đi chuyển luôn nhé.